Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV của mình. Và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2019. Và bây giờ thì cũng là gần 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và lời đầu tiên cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đang xem video mình và các bạn mình đang ủng hộ mình, đăng ký kênh YouTube của mình suốt thời gian qua. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý các bạn. Và sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A8 2018 nhé. A8 2018 này nhà mình về được 3 chiếc này. Đây ạ. Đấy, 3 chiếc A8 2018 đây ạ. A8 2018 cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Con này là bản Hàn Quốc đã được lên 2 SIM sẵn cho các bạn rồi nhé. À, con này thì bản Hàn Quốc đã lên sẵn 2 SIM cho các bạn nhé. Đây, bản Hàn Quốc đã lên hai sẵn 2 SIM cho các bạn nhé. Và mình sẽ test thử phần âm thanh cho các bạn nghe thử xem là chiếc Samsung A8 2018 này thì nó có ok không các bạn nhé. Con máy này là màu đen bóng nhé. Hình thức con này phải đến 90-95% nhé. Này, mặt lưng thì có xước phẩy theo thời gian các bạn nhé. Này, đèn bóng này. Đấy, mình nhập sao wifi rồi. Mình test thử cái phần loa âm thanh cho các bạn. Thôi để tí nữa mình nghe mày con máy bên này. Đấy, mình nhập sai rồi. Hôm nay về là 3 con. Nhưng mà đã được lên sẵn 2 SIM các bạn thì yên tâm nhé. Nói chung là clip thì mình cũng giới thiệu chỉ sơ cô qua một chút thôi các bạn nhé. Cũng không được để chi tiết được các bạn nhé. Đấy, các bạn nghe nhạc loa nghe rất là sướng không? Đấy, các bạn nghe thanh này, loa bên cạnh này. Đấy, màn hình rất là sắc nét ạ. Rất là sướng ạ. Đấy, và Samsung A8 2018 này. Các bạn nhìn, hình thức con này từ 90 đến 95% các bạn nhé. Mặt lưng thì có xước phẩy theo thời gian, màu xanh rất đẹp các bạn ạ. Này, con này nữa, con này cũng là màu xanh nhé. Nhưng con này là màu thẫm hơn, màu chỉ mận chín các bạn nhé. Và con này thì bị tình trạng là gì? Kính chỗ đoạn kính cam này nó hơi bị nứt một chút này. Đấy, kính cam nứt bên dưới một chút nhé, nhưng không ảnh hưởng gì vào cái mắt camera nhé. Thì con A8 2018 này, con này thì màu đen này, màu đen bóng này, thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.500.000 nhé. Và hai con này ấy, thì hình thức còn rất là đẹp nhé. Hình thức thì rất là đẹp. Hai con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Đấy. Hai con này thì là 2.800.000. Và sản phẩm Samsung A8 2018 này thì tất cả đều lên được 2 SIM nhé. Các bạn chỉ mua về lắp vào dùng nhé, dùng 2 SIM Vivo nhé. Đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này nhé, các bạn liên hệ hàng mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại như mình. Số điện thoại như mình thì có hai số, một là 0966221789 này. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Các bạn liên hệ số 1 không được thì các bạn thể gọi số 2 giúp mình nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì rất nhiều hình thức. Một là các bạn có thể là chuyển khoản trước cho bên mình. Và hình thức thứ hai là các bạn chọn lựa thuận hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và ở clip thì mình cũng nhắc lại các bạn luôn là bắt đầu nhà mình nó bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng và đến tối là đến 10 giờ tối. Và mong các bạn đừng gọi cho mình là sớm quá hoặc là muộn quá nhé, thì mình cũng không nghe máy được các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là LG G6, cấu hình con này là RAM 4GB,
bộ nhớ là 32GB nhá. LG G6 hình thức con này phải đến hình thức con này phải đến 95 đến 97% nhé các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G6 này nhé các bạn, nhanh tay đặt hàng mình được sớm nhất nhé. Máy màu xám xám xanh xanh đấy nhá. Thì các bạn nhanh hàng mình sớm nhất nhá. Nói chung là LG thì cũng dùng rất là thích các bạn ạ. Và bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn ở xa yên tâm nhá, không phải lo nhá. Thì nhà mình có ship hết rồi ạ. Các bạn chỉ việc thích sản phẩm nào các bạn cứ alo trực tiếp cho mình. Bình thường nhà mình bắt đầu là chốt đơn vào buổi sáng và buổi trưa thì mình sẽ ship cho các bạn nhé. Và các bạn nào chốt buổi chiều, buổi tối thì phải hôm sau mình mới ship cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G6 nữa nhé, các bạn hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A7s. A7s thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Con này thì hình thức còn 90% các bạn nhé. Máy dùng mặt lưng thì có xước theo thời gian các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.700.000 nhé các bạn nhé. A7S này, cấu hình mình sẽ xem giới thiệu này. Oppo A7S, cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Con này được cái trang bị là màn hình nhé. Màn hình là hơn 6 inch, tai thỏ rất là đẹp các bạn nhé. Tai chuột này rất là đẹp các bạn nhé. Màn hình rất là to nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7s này tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các em nhỏ ấy, mà tuổi cao mắt kém ấy, về xem Oppo chữ to màn to này nhá. Các bạn nhìn rất là tuyệt vời và rất là phê các bạn nhá. Máy màu đỏ nhá. Cũng rất là nam tính và nữ tính nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.700.000 các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A7s. Đây, Oppo A7s thì có một bác cao tuổi đang em ơi hòa bình quê em đẹp lắm này, hôm nay hôm hay là Tết này theo anh về Hòa Bình chơi đấy, rất là chất nha các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.900.000 các bạn nhé. Hình thức con này phải đến 95 đến 97% các bạn nhé. Máy còn khá là đẹp đấy các bạn nhé. Máy màu đen con này khá hình thức khá đẹp. Con này thì bên mình thanh lý bạn với giá là 1.900.000 nhé. Cấu hình con này cũng là RAM 2GB nhé các bạn nhé. Cấu hình con này cũng là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7s màu đen hình thức 95-97% các bạn nhé, hàng mình được sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là ưu tiên là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Tại vì mình nhiều khi ở tin nhắn mình không trả lời kịp ấy. Mong các bạn liên hệ là có cái vấn đề thắc mắc hay là vấn đề gì thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Bạn nào thích sản phẩm A7s rất đẹp. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Redmi 3. Redmi 3 hôm nay mình vừa mới về con này xong. Hình thức con này khá đẹp nhé. Con này phải đẹp đến 90 thì 95%. Mặt lưng thì có xước phải theo thời gian các bạn nhé. Con này thì cấu hình con này là RAM Redmi 3 này. Cấu hình con này là RAM 3GB. Hôm nay mình vừa mới về con này xong. Con này RAM 3GB. Bộ nhớ 32GB. Con này thì được cộng đồng mạng coi như đánh giá con này là pin rất là trâu bò, dùng rất là thích nhá. Con này cũng màn hình hơn 6 inch nhá. Tai chuột rất là đẹp các bạn nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 2.400.000 các bạn nhá. Đây, máy màu xanh ngọc rất đẹp ạ. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 3 các bạn nhá, hàng mình sớm nhất nhá. Máy màu xanh rất đẹp các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường hôm nay mình vừa mới thâu lại con này của khách nhé. Hình thức còn khoảng độ 90%. Con này là bản 32GB các bạn nhé. iPhone 5 thường. Con này là bản 32GB ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 900.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường bản 32GB 900.000 này nhé các bạn, nhanh hàng mình là sớm nhất nhé. Này, rất là ok, màu trắng nhá. Này các bạn làm một máy phụ nghe gọi hoặc là tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc em nhỏ cũng rất là ok nhá. Giá cả cũng rất là phải chăng nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc iPhone 6S. iPhone 6S thì con này nay vừa mới về con màu đen này các bạn nhá. Con này là 6S bản Mỹ nhá, con này là 16GB nhá. Đây. Hình thức phải đến 97-98% các bạn nhá.
Con iPhone 6S này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 2.700.000 các bạn nhá. Pin con này thì là mình kiểm tra tình trạng pin này. Pin con này mình đã thay pin là 100% nhé các bạn nhé, pin mới luôn các bạn nhé. Thì vì iPhone bây giờ thì hầu như cũng phải thay pin tất rồi các bạn nhé. Còn để cái pin theo máy cũ theo máy của nó thì cũng không thể dùng được nhé. Dung lượng thì bây giờ thì vì nó ra mắt cũng lâu rồi mà nên mình phải thay pin vào để cho đảm bảo chất lượng của cái điện thoại nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S màu gray này nhá, các bạn nghe hàng mình được sớm nhất nhá. Con này là bản Mỹ 16GB, bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.700.000. Nhà mình thì còn sót một tên màu đen này các bạn nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý các bạn. Các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân sản phẩm cũ của mình ấy, thì các bạn thể ủng hộ mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui, vui hạnh phúc nhá. Và mai thì một tuần mới thì các bạn chúc các bạn làm việc là và học tập hiệu quả nhất nhá. Xin chào các bạn nhá.